À, còn thứ hai là cái cái phần này là cái phần phim cephalometric này này à, thì mình dùng mình chụp phim như bình thường thôi à, các anh chị có thể dùng bản kỹ thuật số này có anh chị có, có thể có cái bàn người ta chụp phim sao chị chụp ảnh lại bằng điện thoại này chụp lại bằng điện thoại ấy. tuy nhiên là sau anh chị chụp tương đối là cần đối nhá Xong mình cho lên cái này nó vẫn hoàn toàn có thể là phân tích các kiểu được ngoài ra trên cái này thì mình chủ yếu mình lồng ghép và mình mô phỏng bệnh nhân là chính nữa à bạn anh Lâm cho xin lại mô tả vị trí chấm điểm trên phim CFA, ok, có thể một buổi một buổi nào đó thì em sẽ sẽ làm cái này, sẽ làm cái này cho mọi người. Còn nếu trên trên điện thoại có thêm một số phần mềm ấy, nó hướng dẫn mình các điểm chấm luôn. À, ví dụ điểm đấy là điểm gì luôn này, chấm thế nào luôn. đó. À, ví dụ đợt trước mình dùng trên điện thoại chạy Android, ví dụ Samsung, Oppo hoặc là các cái điện thoại khác ngoài iPhone, thường thường nó hay chạy Android có cái phần làm bấm lên xếp, đền giả hoặc ăn xếp, ăn đó toàn là số 1 đấy xét là viết tắt của cephalometric ấy. đó là mình có thể dùng cái đó là nó có điểm s là điểm gì điểm a là điểm gì luôn nó gợi ý cho mình luôn hoặc là tên mọi người dùng cái phần vi xếp vi xếp vi xếp tên này này vi xếp lâu lắm rồi mình không dùng cái đó đây vi này, này đó mình có thể bảo vi xếp này trên đó nó cũng có hướng dẫn mình các điểm đấy điểm gì và chấm như nào đó. tuy nhiên là mình thấy là vi xếp mình phải tự chấm điểm này mà tự vẽ các kiểu nó hơi lâu đấy ví này, này. Đó. cho nên mình hay dùng cái cái website này, website mình thấy nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn. Đây giả sử khi mình mình quay lại phần này nhé, khi mình mô phỏng này cho bệnh nhân rồi, mình kéo lùi răng cửa vào mấy ly này, mấy ly này, Đó. và mình định dạng. Cái này mình mình không mua bản quyền nữa. cái này mình làm cái cái cho nên là mình không mua bản quyền này, cho nên cứ tí nó ra quảng cáo, nó hơi lâu. Ngày xưa mình dùng không có vấn đề này nhé, đấy khi mình dùng ban đầu tiên này mình dùng nó chỉ là ra quảng cáo một tí xíu lần đầu tiên thôi nó không ra mỗi lần này đó đây là sao mình so sánh này so sánh có thể mình để những hình ảnh này đó, tuy nhiên là mọi người thấy đó hình ảnh này nó không được đẹp nhá do bệnh nhân này không đóng kín môi này đó hoặc mình hay dùng cái hiệu ứng này này đó, hiệu ứng này thì bệnh nhân nhìn thấy rõ hơn này lúc trước có điều trị nó chạy thế nào sau điều trị chạy thế nào đây đó, môi bệnh nhân thay đổi thế nào này. tuy nhiên mình thấy cái này môi bệnh nhân không khép kín nên nó không đẹp đẹp này đó, tuy nhiên bây giờ bệnh nhân này chỉ nha nhìn rất là khác luôn đó là khác bệnh nhân giảm hố rất là nhiều đó, ví dụ như vậy đây là mình cách mình làm cho bệnh nhân nhé cách mình làm cho bệnh nhân để mô phỏng bệnh nhân được dễ hơn đấy, từ chẩn đoán thôi mình chẩn đoán xem xem bệnh nhân của mình bị gì này đó có ba cái chẩn đoán đấy một là chẩn đoán xem bệnh nhân bị gì này thứ hai là, là bệnh nhân của mình loại mấy này thứ hai là người xem xem là à, bệnh nhân của mình là kiểu mặt dài mặt ngắn góc cao thấp và cái thứ ba đó là mình xem xem bệnh nhân của mình cần nhiều khoảng hay ít khoảng thôi. Và sau đó mình làm cái mô phỏng cho bệnh nhân. À, rất là dễ. Khi mình làm vài cái là mình thấy quen ngay. À, ví dụ một bệnh nhân khác. Ví dụ bệnh nhân là 30 tuổi. Này, bệnh nhân chỉ muốn làm điều đang thôi. Bệnh nhân này hơi khác chút xíu. Khi mình nhìn ngoài mặt này mình nghĩ là bệnh nhân của mình là loại máy ạ? Đây kiểu mặt phẳng hay mặt lồi hay mặt lõm ạ? Đây xem mọi người ấy, bệnh nhân này sao? Thì mỗi bệnh nhân sẽ có vài kế hoạch khác nhau nhé. À, lúc nãy có một 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 bác hỏi là nhà, cho em hỏi phục hình răng sứ hai liệu đánh đún khối răng cửa hàm trên được không ạ? À? thì mình hoàn toàn có thể đánh đún hoặc làm trồi hoặc là di chuyển các răng bình thường nhé. nếu mình chỉ làm răng sứ thì nó không ảnh hưởng gì việc mình di chuyển răng cả. Thì uh, quan trọng nhất của mình ấy là cái cái phần quanh răng nó bình thường, ấy, phần quanh răng bình thường. thưa dây chẳng nhà chu bệnh nhân vẫn ổn định bình thường, không bị viêm hay không bị vấn đề gì cả, hoặc là không bị cứng khớp nha, mình vẫn di chuyển bình thường. răng à, sứ nó chỉ có một hạn chế duy nhất, trong trường hợp mình làm chụp răng ấy thì khi đó là mỗi cái gắn mắc cài nó hơi khó thôi còn cầu răng cầu răng thì hơi khó hơn chút xíu nữa lý do là cầu răng thì mình bắt buộc phải gắn những cái mắc cài trên các cầu răng đó nó thụ động với nhau tức một dây cung đi vào những cái răng đó nó phải đều với nhau còn nếu nó có lệch cầu răng nó không di chuyển được mà nên nó có lệch thì nó sẽ dễ bị bùng mắc cài do đó khi mình gắn lên cầu răng một là mình gắn một mắc cài thôi hoặc hai là mình gắn nhiều mắc cài nhưng mà khi mình gắn mắc cài mình để mắc cài thụ động theo dây cung tức là đặt một dây cung to ở đó gắn một mắc cài vào sau những cái răng kia theo cái gì đó theo mắc cài ban đầu thì mình không gắn mỗi cái một anh bé mỗi thằng một, một nơi đâu Để chắc chắn nó bung mắc cài nhé đó là một là gắn mắc cài nó hơi khó ngoài ra đấy sự kết nối giữa cái men răng với cái mắc cài của mình với keo của mình nó dễ hơn so với mắc cài sứ thì mình dùng adstring sứ này xử lý bề mặt sứ này tốt này adstring sứ này bon này sau so gắn mắc cài đó. cầu răng này nó lại tạo thành một khối nó neo chặt với nhau đúng không cho nên khi mình di chuyển nó khó khăn hơn rồi ok là mọi người là chẩn đoán bệnh nhân này loại loại bài nhẹ đúng không một bạn hỏi là răng hai hai mọc ngầm chóp gần đóng kín có nên bộc lộ kéo sớm không thế nếu thông thường mà răng mà chưa đóng chóp ấy thì mà mình thấy là nó có khoảng thì mình vẫn để cho nó tự lên rồi thôi nếu nó thuận lợi nhé, không có gì vướng vàng cả mình vẫn để nó tự lên còn nên nó mọc ngầm mà nó đóng chóp rồi mình bắt buộc phải bộc lộ nó kéo lên hôm, nay có bạn chuyển cho mình một ca là răng răng ba bệnh nhân bị mọc ngầm nó đóng chóp hết lâu rồi mọc ngầm nó mọc vào trong một uh, hướng hướng vào cái trong vòng miệng ấy để vận chuyển lấy cài đấy cho mình thì cài này những cài đó thì mình vẫn ra mắc cài thôi tạo khoảng sau là bộc lộ kéo từ phía mặt trong ra thôi đó, cũng kéo ra thôi những răng bọc rồi thì bắt buộc phải kéo ra đúng không còn răng đang hình ảnh chóp thì mình có thể tạo khoảng thôi chờ nó lên rồi có có bạn chẩn đoán là loại ba nhẹ các bạn chẩn đoán là mặt thẳng các bạn chẩn đoán là hơi lõm đúng không à, tuy nhiên đây là cái cài là mình thấy là nếu nếu mà vẽ phân tích mô mềm ấy, thì bạn này mặt hơi lõm nhé cái mặt lõm ấy, hay loại ba nhẹ à, ok đây là răng bệnh nhân này cái răng bệnh nhân này mình nhìn thấy là đây ví dụ răng răng sáu bên uh, bên phải này đúng không ạ đây loại ba rõ ràng ạ à. bên trái có xu hướng loại ba đúng không ạ hay bên phải loại ba rất là rõ này đó. cái răng uh, lệch lạc đúng không ạ răng dưới lệch lạc nhiều này răng trên lệch lạc chút xíu thôi Rồi, bệnh nhân này có xu hướng đối đầu vùng răng răng hàm này và cắn chép vùng răng hàm nhỏ này đối, đối gần xu hướng đối đầu vùng răng hàm lớn này cắn chép vùng răng hàm nhỏ này những bạn này do cái cái cung răng hàm trên như vậy là mình không không nằm được nhé như thế này là mình mình nằm rất là khó này có thể nghiêng một chút xíu thôi nhưng mà rất là khó nha đây đây phim pano phim pano này mình không hiểu tại sao nó bị mờ vậy đây, đây có rắc côn này đúng không đây bên này có rắc côn này thôi còn mấy rắc côn kia xử lý hết rồi Để trong trường hợp này mình hay sử dụng phương án nó hơi khác khác một chút xíu đây phim xếp bệnh nhân này thưởng ca này khá là nhẹ nhá ca này khá là nhẹ thì thường thường mình hay lựa chọn phương án là di uh, à, xa đang hàm ấy, cái can này không nhổ đang hàm nhỏ nhé thì có thể mấy phương án và phương án thứ nhất là một số bác có thể đưa ra phương án nhổ một răng hàm nhỏ nhổ một răng hàm nhỏ của hàm dưới đó, để có thể chỉnh đường giữa cho bệnh nhân này bệnh nhân này có lệch đường giữa này có thể để răng này về loại ba toàn bộ nhổ một răng hàm nhỏ đây để đưa khớp cắn về nó lồng mũi một một răng thôi nhưng phương án đó thì mình thấy không thích lắm Đấy. phương án thứ hai là mình có thể mình đưa ra cái phương án đó là mình di xa cả hàm dưới hai bên ở đây chẩn đoán này kiểu mặt thẳng này Ờ ừ, thực ra hơi hơi lõm nhẹ môi trên môi dưới khá là bình thường bệnh nhân thấy không có vấn đề gì về cái này cả đó. tuy nhiên là mình thấy là cái này là mặt là hơi lõm chút xíu nhá tại tức là phương án của mình có hai phương án này thứ một là cắm vết đi xa cùng bốn đó. thứ hai là nhổ ra bốn năm khi đó mình làm cho bệnh nhân mấy cái mô phỏng phương án thứ nhất là mình cắm vít đi xa này đó. cắm vít đi xa cái mình là làm mô phỏng này thôi một phòng sao cho bệnh nhân lựa chọn thôi đây cắm vít xa này thấy là khớp cắn bệnh nhân này thì thường thường mình thích phương án này hơn lý do là mình không cần phải nhổ răng cho bệnh nhân đó tức là răng bệnh nhân nó vẫn được bảo tồn tối đa toàn bộ các răng như vậy nhưng mà làm thì nó khó hơn bà hiệu thế làm phương án di xa các kiểu này rất là khó rất là lâu nhé bởi mình phải di ra toàn bộ các cụm hàm để mình mình lấy chỗ cho dù là bệnh nhân của mình à, ví dụ bệnh không chỉ bệnh nhân này mà nhiều bệnh nhân khác nhé là mình thấy làm phương án di xa nó, nó, khó hơn mà vất vả hơn cho nhổ răng nhỏ nhé nhưng mà kết quả đem lại thì rất là nhiều cái trường hợp mình đem lại kết quả rất là tốt nhé đây bệnh nhân lồng mũi đây là một mô phỏng ban đầu thôi là mô ban đầu cho bệnh nhân này đó, các răng lồng mũi khá là ổn này đó một phương án khác nữa là có thể là à, nhổ một răng hàm nhỏ tớ nhổ một răng hàm nhỏ ở bên phải ấy. thì khi đó là cái chỉnh là nó thời gian ngắn hơn nhiều nhanh hơn nhiều này đó, tất nhiên vẫn phải là lồng mũi các kiểu các răng phải lồng mũi tuy nhiên khi đó mình nhìn thấy cái răng này răng sáu phía dưới chạm mũi răng năm phía trên thì thường thường mình không thích cái việc là răng hàm lớn nó, nó lồng mũi với răng hàm nhỏ như này đó thường thường là sẽ tổn thương cái răng, răng hàm nhỏ này và cái khớp cắn bệnh nhân này không được tốt bằng Do việc là mình di sai nhé cho nên mình vẫn lựa chọn phương án là di sai bệnh nhân ngoài ra bệnh nhân này thì mình thấy là kiểu mặt của bệnh nhân nhé kiểu mặt là là, là hơi lõm nhẹ đúng không ạ mặc dù bệnh nhân thấy là khá là thẳng khá là ổn rồi tuy nhiên khi mình phân tích mình thấy kiểu mặt lõm nhẹ thì những trường hợp này ấy, thì mình sẽ ưu tiên phương án là di xa hơn lý do khi mình di xa mình đẩy toàn bộ cái hàm dưới cái cái, cái răng khôn và các răng hàm ra phía sau thì xương hàm dưới của bệnh nhân thường ấy nó sẽ xoay xuống dưới và ra sau xuống dưới và ra sau thì cái bệnh 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 ba của mình nó lại cải thiện một phần nhé, cải thiện mặt bệnh nhân nó đẹp hơn. đó. À, một ca khác ví dụ cái ca này hả, mình nhìn thấy rất là rõ, bệnh nhân này có hô đúng không ạ? À, cọc môi môi rất là nhỏ này, môi trên môi dưới nhô ra rất là nhiều này. Và khi mình nhìn ngoài mặt cái là mình đoán được ngay là bệnh nhân này sẽ có phương án là sẽ cần phải tạo khoảng rất là nhiều, cần phải tạo khoảng rất là nhiều nhé, tạo khoảng để mình làm đều là khoảng tạo khoảng để mình kéo lùi ra, nhưng mà ít nhất ở đây là sẽ phải có kéo lùi răng thì mới cải thiện độ nhô môi trên môi dưới này Bệnh nhân này chưa tự nhiên nhá cái chỗ này chưa chuẩn này. các bạn góc môi môi rất là nhỏ này đây mình nhìn thấy này đây là góc môi môi nhỏ độ nhô môi trên môi dưới lớn tức là mình nghĩ việc phải kéo lùi cái môi này nhiều này kéo lùi môi thì chắc chắn phải kéo lùi răng và chắc chắn phải cần có khoảng để mình kéo lùi và là bệnh nhân này có nhà chú chưa tốt đúng không ạ cao răng này chân răng này chân răng sát xương vỏ này đây mình có thể nhìn thấy này là gồ gồ răng trắng này những trường hợp này thì mình thấy là còn mình hay nói đùa ấy, bệnh nhân này gắn mắc cài dễ đúng không? Mình không cần phải so sánh lại đến phim x quang xem ở chân đang nghiêng gần nghiêng xa. Đấy, tức mình nhìn cái nhìn mình nhìn cái trên này mình thấy hay mà. Nhìn cái gờ này đúng không? Gờ trắng, trắng này. này. Đấy. lý do tại sao mình mình nhìn mình bây giờ là ngày xưa mình hay là những ca gắn mắc cài đầu tiên là rất là cẩn thận. Để xem phim X quang, phim pano, phim xếp này rồi, rồi xem xem ở cái đo độ cao mắc cài nhưng bây giờ gần như là mình chỉ khi gắn mắc cài mình chỉ làm mỗi cái 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 thăm trầm ấy, 817 và cái gương thôi gần như là mình sẽ gắn được mắc cài vậy nhân mình không muốn không cần phải để ý nhiều mấy khác ví dụ như x quang hay là thấy thước đo hay gì gì đó Đã, các anh chị làm đi lâm sàng thì thấy thế mình gần như mình làm mà nó, khá là nhanh lý do gắn mắc cài nhanh hơn như vậy đúng không đỡ phải đo đạc nhiều mà đỡ phải ngắm ghế nhiều thì mình càng làm nhiều khâu nó càng lâu hơn thôi hoặc cắm vít các kiểu thế mình ấy làm nó sẽ thấy nhanh hơn có những cái khác là làm lâu hơn nhé nhưng có mấy cái ví dụ gắn mắc cài hay cắm biết bây giờ gần như là mình sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều so với ngày xưa Thế ngoài ra bệnh nhân có sâu răng các kiểu đúng không ạ sâu răng này rồi bệnh nhân này là mình thấy là khi mình tính khoảng nhé à, lúc nãy mình có ba cái mình chẩn đoán đấy thứ nhất bệnh nhân loại 1 loại 2 là 3 hay là hô hay móm ấy cái thứ hai là góc cao hay góc thấp cái mặt dài và ngắn cắn hở cắn sâu ấy Đó, góc đóng góc mở góc cao góc thấp ấy rồi cái thứ ba là khoảng cần bao nhiêu khoảng ví dụ như khoảng mình cần làm điều làm phẳng này khoảng này mình cần cho là mình kéo lùi giảm hô cho bệnh nhân ví dụ như đây, bệnh nhân này mình thấy là ở hàm trên là nó có dư một tí, tí này không đáng kể này Đó. Ở dưới có dư tí ti không đáng kể tức là mình không cần khoảng làm để làm phẳng hoặc thậm chí là dư khoảng Đó, tuy nhiên là cái mình cần là kéo lùi kéo lùi đang cửa đúng không ạ? thì cái, cái, bệnh nhân này cần rất nhiều lý do là mình nhìn thấy đây này mình có thể nhìn ảnh này mình đoán được nha thứ nhất nếu ảnh ảnh mà chẩn đoán cái góc răng chính xác nhất ấy, là ảnh nghiêng hẳn 90 độ này mình chụp gọi chụp ảnh chụp độ hồ ấy tức là chỉ nhìn thấy mấy cái đang cửa thôi góc nghiêng đó thì chính xác nhất tuy nhiên trên những ảnh này mình có thể đoán được để nhà mình các bạn chụp ảnh này thấy khá là tốt rồi khá là ổn nó chưa hẳn là chính xác chưa hẳn là tốt đẹp hẳn nha tuy nhiên đưa đây là mình có thể nhìn thấy rồi này nó khi mình nhìn ảnh từng hàm này mình nhìn thấy ok các cái răng này tương đối thẳng này nhưng khi mình nhìn đây đây vùng răng cửa này toàn thấy mặt trong thôi toàn thấy mặt trong chả thấy tí mặt ngoài nào cả là mình biết răng cửa nó chia ra và khi bình thường mình mình nhìn thấy một số răng nanh hả mình nhìn thấy ở mặt ngoài răng nanh này mình nhìn thấy mặt ngoài đang này nhiều tức là mình nghĩ là ở cái thân đang này nó cụp vào bên trong rồi chỗ đây hả oh, ồ cái này cái răng này chân đang sát xương vỏ rồi tại đây cái mình đoán được nhá. thấy mặt ngoài nghĩa là thân đang cụp vào trong thấy mặt trong nhiều nghĩa là thân đang cụp uh, thân đang chìa ra ngoài đấy đoán được đoán được như vậy thân đang chìa ra ngoài chắc chắn là kéo đuôi vào rồi và cái răng này thân đang cụp vào trong tức là phải chỉnh tọt nó chỉnh tọt là chọn nó cài đấy đúng không ạ? chọn mắc cài, chọn nó cài làm sao cho cái răng này chân đang đi vào trong này hoặc mình sau đó mình chỉnh nào để chân răng đi vào trong. đây là cái mình sẽ phải nghĩ trong đầu rồi. trước khi mình kéo lùi nhé, trước khi mình kéo lùi phải giải quyết cái đó. nếu không nhiều anh chị là trước đây thế thôi. mình làm khi mình làm chỉnh nhá, chứ có thể đổ rằng bốn này kéo răng ba cái gì đâu. Đấy, nên mà sau kéo mãi không nổi, kéo mãi không nổi hoặc là hôm vừa rồi mình xem mấy bạn chuyển cho mình mấy cái ăn thế, Ủa, các bạn kéo cả năm trời thôi mà chả thấy răng này đi mấy hoặc có khi chân răng nó lòi đây gờ ở ngoài này luôn, thấy rõ luôn, bệnh nhân nhìn thấy luôn đấy chưa nói gì bác sĩ đâu đây khi mình nhìn đây là cái là mình đi biết là cái năng này phải xử lý tọt trước cho đưa chân răng mặt trước làm sao mới kéo nha cái này làm dễ không ạ theo mọi người nào đưa chân năng vào dễ khó các bác đưa chân đăng này vào dễ khó đưa vào một cách cách nào ạ cái mà cái chỉnh chỉnh nhớ chân ba này vào trong dễ khó à, dùng một cái MT rồi bạn h, 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 3 hát 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 ba chữ hát từ một cái MT rồi cách nào nữa ạ các bác có thể chia sẻ cách các bác làm à, dùng là sau qua trần đúng không ạ rồi cảm ơn bác Tuấn à, bạn đừng thiết bẻ dây đưa chân năng vào Đó, ok cảm ơn bạn rồi, được 4, 5, 4. rồi bán được bốn năm bốn cầm bốn vít kết lùi tối đa để luôn hai hàng rồi một cái ticket đúng không ok cảm ơn bạn hoa rồi tức là mình có nhiều cách để mình thay đổi tỏ cái răng này đúng không ạ thứ nhất là mình chọn gắn mắc cài lựa chọn mình hay nói các bác là lựa chọn hơn cố gắng ấy lựa chọn hơn cố gắng không ạ mặc dù có nhiều cái cố gắng rất là tốt nhưng mà có cái nhiều cái lựa chọn lựa chọn vẫn khỏe hơn mình lựa chọn mắc cài thôi là cái rất là ok để rồi trước mình không biết, trước mình không biết cứ ở rồi mình cài khổng độ được, mắc cái MT đấy, mắc cái đi kém được, miễn là nó tốt, nhưng chúng ra cái nó phải nói phù hợp với mình nha, phù hợp K lâm sàng của mình. Mặc dù mình biết ok, mắc cài của hãng này tốt, mắc cài à, hãng kia rất là tốt đúng không ạ, nhưng nó phải phù hợp với mình nha. Đấy, tức là trong ca này mình thường thường, thứ nhất mình muốn đưa chân năng vào trong, ok mình phải chọn mắc cài to cao rồi. Thứ hai là mình cần kéo lùi vào nhiều này, cần kéo lùi vào nhiều, thế khi mình hay kéo lùi này. Mắc cài mình gắn vào thân năng nhé cho nên khi mình kéo này bao giờ thân năng chạy vào nhiều này chân đang bật ra bên ngoài những trường hợp này nếu mình dùng mắc cài tọc thấp ấy ví dụ mắc cài không độ mắc cài à, rốt chẳng hạn ấy. mắc cài rốt là 12 độ nó tọc lớn hơn so với bình thường rồi nhưng khi nó độ lớn nó vẫn chưa đủ khi mình kéo vào nhiều ấy không kiểm soát tốt tọc ấy nếu như mình dùng dây 17 25 19 25 mình kéo vẫn bị nhá vẫn có độ rơi giữa mắc cài và dây cùng do đó chân đang vẫn bật ra ngoài bình thường ha à, trong, trong trường hợp này ok nếu mà người mà kéo lùi nhiều thông thường trên lâm sàng khi mình mình chỉ là kéo lùi ít hoặc không kéo lùi ấy, mình hay dùng mắc cài rốt Đó, kéo lùi chút xíu rồi còn nếu mình kéo lùi nhiều hơn à, như hoặc thậm chí rít kép hoặc thậm chí mắc cài cọc cao hơn thì mình kéo lùi nhiều hơn này nếu lỡ mua sai mắc cài thì à. bây giờ bắt buộc phải cố gắng thôi thứ, thứ nhất có thể bẻ các loại lò xo lò xo warren lò xo ART để mình có thể đưa chân vào trong hoặc thứ hai là mình có thể bẻ tọt trên dây cung đúng không ạ bẻ tọt trên dây cung đấy mình có thể đưa vào còn với cái răng nanh này này là khi trước mình có cái sai là mình mình vẫn dùng mắc cài ví dụ như giả sử lúc nãy mấy anh chị là có men làm mắc cài MBT ấy thực ra bản chất mắc cài MBT của mình ấy nó vẫn là tọt âm bảy độ cho răng nanh này này ở thị trường Việt Nam nhé, thị trường Việt Nam nhé, có những cái thị trường khác thì người ta bán là cái mắc cài này nó có độ tỏ khác nha. ví dụ không độ này hoặc là dương 7 độ hoặc âm 7 độ tuy nhiên thị trường Việt Nam hiện tại mình thấy là nó chỉ có âm 7 độ thôi cho nên khi mình gắn mắc cài này mình kéo nó bắt bị chân răng đưa ra ngoài đặc biệt là khi mình dùng dây to và lớn ấy. trước là mình có là dùng dây là 19 ss mười chín đường kéo nhé hoặc ss mười bảy đường kéo tuy nhiên khi đó là bắt đầu dây diện nó thể hiện độ to mắc cài cho nên cái chân nó rò ra bên ngoài này đó nó bị đưa ra ngoài này kéo rất là khó luôn sau đó là mình thay đổi một chút xíu ok sau mình học được cái bẻ dây cung là mình bẻ cung gì sao đang ba kiểu này ok nó nó rất là ok đó thứ hai là bây giờ rút kinh nghiệm là bây giờ nếu chân đang nó ổn rồi từ ban đầu dùng dây tròn kéo ví dụ dây nai thay mười là mình hoàn toàn có thể kéo răng nanh rồi nhé hay chị nào đi lâm sàng có thể thấy mình vẫn kéo bằng dây nai không sáu bị nhiều thay chửi. À. đúng không có anh chị nào đi học mà thấy các thầy bảo là không được kéo dây nhỏ không, được kéo dây tròn không hôm vừa rồi mình đi bi đất là hôm tháng tám vừa rồi cuối tháng tầm 17, bảy 19 tám chín tháng tám vừa rồi không nhỉ mình không nhớ chính xác lắm nó đó tức là cũng có một 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 vài bài báo cáo mình thấy là các thầy đều nó nói là không được dùng dây nai thai để kéo này không được dùng dây tròn này kéo không rõ có anh chị nào đi đi về đấy mấy cái đấy không à, à, hôm khi mình đi học thế một số thầy bảo là hỏi mình kéo dây nào mình vẫn nói là mình dùng dây nai thai không mười sáu bắt đầu kéo đánh, đánh rồi anh à, nhưng mà cũng bị các thầy chửi à, kiểu vậy Còn đôi khi là gọi là à, nói thôi cũng không phải là chửi đấy à, nhưng mà mình vẫn làm thôi vẫn ok hàng tháng mình vẫn kéo răng vẫn chạy tốt thì không vấn đề gì cả chân răng vẫn đảm bảo cái độ tọc của răng đó và nó vẫn di chuyển hàng tháng nó vẫn di chuyển tịnh tiến này đó, nó thẳng thẳng đều 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 này thì mình vẫn kéo thôi không có vấn đề gì cả nhé đó còn khi mà ngày xưa mình dùng dây to dây cứng cái ss mười bảy năm ss mười chín là vẫn bị lỗi như thường vẫn bị chân đang ra ngoài như bình thường nhé bây giờ mình vẫn dùng mắc hay. dây nhỏ kéo vẫn ok vẫn vô tư thứ hai nữa nếu mà người chỉ dùng dây dùng dây, diện để kéo ấy ss mười bảy hai ok nó rất là tốt nhé để đảm bảo đường trượt nhưng mà bắt buộc thì đó mọi người phải đưa được chân năng vào trong xương sốt trước Tới khi đó mình bây giờ mình hay thay đổi một cái. Ngày xưa mình một người khác là nguyên tắc nha. là trước mà hay có lớp Zoom buổi tối này mình vẫn ở phòng khám này. Ở phòng khám khi đến tầm 11 11 rưỡi 12 giờ kém ấy, mới bắt đầu dọn đồ đạc ra về khi đấy mới hết hết Zoom mà. Thì bắt đầu dọn đồ đạc ra về này. 12 giờ hơn bên đường nhưng mà đèn đỏ vẫn dừng nhé mỗi mình mình một đường thôi nhưng đèn đỏ vẫn dừng vợ mình hay nói hay mắng, hay bị vợ mắng ấy báo thủ đó Tức là mình gắn mắc cái kiểu là đúng y hệt công thức rẽ khoa đo độ cao các kiểu chính xác nhưng mà sao làm hay sao chặt vật mãi thế bây giờ thôi nguyên tắc bỏ bớt bỏ bớt dần dần mới mọi người thấy bây giờ mình bỏ hết các nguyên tắc nhiều khác là nhiều rồi ví dụ như mình gắn mắc cài không dùng thước gắn mắc cài kiểu kiểu này không dùng thước hoặc cái dây cùng cái kiểu mình kéo nó cũng hơi khác hơi khác một chút xíu và khi mình bẻ cái dây kiểu nó hơi khác so với cái thầy có một số người thấy giống cái chỗ này chỗ kia nhưng mà ờ ừ, ta thấy có gì nó khác khác ấy. Là giống khoảng tầm bao nhiêu phần trăm đó còn nó vẫn có điểm khác nha ví dụ bây giờ mình vẫn gắn mắc cài mấy cái răng này, này, ví dụ dùng mt nó là âm bảy độ mình lật ngược lại thế cái hút nó về phía để cắn này này đó, hút về phía này cắn là nó nó bất thường đúng không? Từ từ hút nó về phía cổ răng này ạ Từ từ hút mọi người hay thấy nó về phía này không? Thì mình gắn gọi cái ca mình đảo ngược, tức là mình thấy chân đang sát bên ngoài từ ban đầu. Cái ca đó mình gắn mắc cài là đảo ngược. Và sau đó mình lên dây diện, lên dây diện dần để mình sẽ đưa chân năng vào trong nhé Nếu mình chưa kéo nhé Còn nếu kéo ok, mình bẻ lúc các kiểu thì cũng vấn đề gì nhé Thì còn nếu kéo lên dây thẳng là mình sẽ gắn ngược mắc cài. Đó, ok, mình vẫn dùng lực nhẹ đều đều là ok thôi. Ví dụ một răng nanh của mình dùng lực sinh lý khoảng tầm 70 thì mình uh, để tính cả ma sát các kiểu nữa mình dùng được khoảng tầm 100 ở trên dưới 100 trăm ra có thể lớn hơn chút xíu nhỏ chút xíu cũng được miễn là rằng nó tốt là được còn mấy bác bảo làm sao mình mình đảm bảo được được 100 mình bảo được mình ước lượng thôi làm sao mình đo được hết mà nếu như muốn đo chính xác đâu các bác dùng thước đo lực ở đo tháng này có thể 100 nhưng tháng sau chắc chắn không được 100 bởi rằng mình nó chạy đi một mm một mm là thay đổi rồi lực nó khác rồi cho đó mình nói là khoảng khoảng nó thôi nếu như ok lực nó hơi lớn thế ok làm dài nó ra dùng chun dài hơn lực nó nhỏ kém quá dùng chun à, lực lực nó yếu quá thì dùng chun nhỏ hơn đó lực mạnh quá dùng chun lớn hơn như vậy thôi đó hoặc dùng vài cái khác nữa thế là mình có thể phải dùng thêm chỉ thép hoặc dùng thêm cái gì đó ngày xưa mình dùng chỉ thép với chun đơn ấy xoắn lại xoắn lại đấy cũng là cách mình kéo thôi tức là kiểm soát được lực miễn làm sao kiểm soát được lực lực của cái dây cung của mình ấy nó đảm bảo là vẫn đảm bảo đủ độ cứng để kéo cái răng không nhất thiết phải dây to quá cứng quá dây dây này 2016 vẫn có độ đàn hồi mà. Giả sử mình kéo cái răng hơi nghiêng này chút xíu thì lực đàn hồi dây cung lại dựng cái răng trở lại nhé. Nên miễn là nó đang nằm trong giới hạn đàn hồi của nó nha. Còn nếu chị kéo lực quá lớn quá thì chị kéo lực 200 thì hạn chắc chắn dây này 016 không trụ nổi rồi. Cho đó mình vẫn là hàng tháng mình vẫn kéo dây 016 vẫn ok Anh chị nào đi lâm sàng anh chị đã thấy là mình vẫn dùng cách đó. Còn nếu khó hơn thì sao mình mình mình, mình, mình bẻ thôi. Vậy lúc khoảng đúng không? Trong trường hợp mình cần chỉnh tọa các kiểu bình thường đó đây là phim x quang mạnh nhân này cái này không có gì đặc biệt nhiều ca này là sẽ lựa chọn nổ đang thôi đúng không ạ tuy nhiên là xương này xuống lại ba này cho nên mọi người phải neo chặn cái này tốt nhé cái ca này mình chọn mắc cài thứ nhất mắc cài tòa cao đúng không mt hoặc chết này thứ hai ok như các bạn nói là mình có cam vít này ca này có lựa chọn cam vít này thứ ba là có thêm vít phía trước nữa để đánh đun nó cửa đó. đó tức là mấy phương án này thôi tức là cam vít này cam vít để neo chặn tối đa này neo chặn tuyệt đối thứ hai là vít đánh đúng nó cửa cái này thì dễ rồi đúng không ạ? Cái này mô phỏng tương tự như vậy thôi. Đây là mình hãy làm mô phỏng website này. Đó. Rồi, tiếp theo là ca, ca khác nhé. Tương tự vậy thôi. thường bây giờ mình hãy làm mô phỏng bệnh nhân này. Ở đây mình nhìn thấy là rõ ràng là bệnh nhân này bị góc môi nhỏ, môi trên, môi dưới nhô nhiều đúng không Kiểu mặt khá là thẳng này. Đó. các môi nhỏ, môi trên, môi dưới nhô nhiều mình nghĩ việc là ở bệnh nhân này sẽ hô do răng. Thì mình này kéo lùi răng cửa nhiều ấy. đó đây tuy nhiên khi mình nhìn đây bệnh nhân có xương gắt hở này cái răng sau mọc lệch rất là nhiều này đây răng bảy này răng bảy mọc lệch hẳn ở bên ngoài này đó đây bệnh nhân có chen trúc này đây răng là răng này bị nghiêng về trước này đây đây là có mấy cái đốm trắng trắng này mọi người thấy đốm trắng trắng này không tại những cái trường hợp này lựa chọn hơi khác chút xíu nhé nếu trong trường trường hợp này thì khi mình nhìn thấy là mặt ngoài của bệnh nhân này mình thấy môi trên môi dưới nhô nhiều này góc môi nhỏ như vậy là mình nghĩ việc là mình sẽ để phải dựng trục đăng cửa, kéo đuôi đăng cửa. Đó là mình nghĩ việc là ừ, kéo đuôi đăng cửa nhiều thì phải nhổ 4 thôi. Chỉ 4 đúng không ạ? Ở đây mình nhìn là khớp cắt và nhân này. Khớp cắt bệnh nhân này xuống lại 1 này. Mình nghĩ là nhỏ 4 trên 4 dưới. Đó, 4 trên 4 dưới hoặc 5 trên 5 dưới rồi. Đó, nhưng mà với bệnh nhân này khi mình nhìn phát hiện ra mấy cái này. Có đốm trăng này, đốm trăng này. đốm trăng này. đốm trăng là hai đăng 5 dưới không ạ? Thì đốm trắng là gì ạ? cái này chúng cắt trước rồi ok đúng không ạ nó gần giống nhau đâu tuy nhiên hơi khác một tí tí đó hơi khác một tí tí đó mọi người thấy gì cái đống trắng này ạ đống trắng dưới vùng năm rồi hạng ba giả rồi núm phụ hạng ba giải thông thường khi mọi người thấy ấy, khi mình khám ấy bình thường là bệnh nhân cắn như này tức là nhà cắn ngược, răng cửa dưới đưa trước. Nhưng khi mình khám mình kiểm tra thì uh, bệnh nhân sẽ cắn ở từ thế đối đầu nhé Thì hôm sau mình sẽ tìm tìm lại vài cái ảnh cái, cái ca như vậy. Rồi, ok, đây là đối, uh, núm phụ đúng không ạ? ok, đây là núm phụ này, núm phụ của bệnh nhân. Cái núm phụ bị mòn rồi. Thì đợt trước là khi ban đầu mình làm răng ấy mình không để ý mấy cái này đâu. Thế sau này dần, dần dần là mình mới thấy những cái này này. Nên những cái núm phụ nó bị mòn rồi. Và thường thường núm phụ bị mòn mình hay để ý xem bệnh nhân cái răng nó có tổn thương kết tủy hay không, có viêm quanh chóp hay không, có u hạt hay không ở đây khi mình quan sát kỹ đây này ở đây là có một cái cái chấm chấm này đúng không tình thường hỏi bệnh nhân bệnh nhân nó bảo là bệnh nhân hay bị 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 một đấy bị mụn đấy bệnh nhân thấy nặn nặn nó ra nhưng mà sau đó nó ít thôm nó đỡ đấy. ở đây là cái lỗ giò ấy chẹo giò ấy đây thì phim qua bệnh nhân này thấy có đen đen này vùng răng năm hai bên này đây là khoảng trống bắt răng sáu nhưng răng bảy đổi về phía trước này. rồi trường hợp này thì mình sẽ cân nhắc là không phải thay vì nhổ răng bốn mà nhổ răng năm dưới này đó năm được dưới và thấy nhổ bốn trên phía trên thì vẫn nhổ bốn bình thường nhé bởi lý do là bệnh nhân của mình là à, mình cần là kéo đùi ra cửa nhiều cho nên vẫn cứ quyết định nhỏ bốn để phim pano mọi người nhìn thấy răng cửa ngắn ngắn này thì đôi khi mình nhìn thấy đấy, thấy nó hơi ngắn hơn chút xíu là nhiều người bảo chân nó bị tiêu nhưng thực ra có thể không phải có thể là do răng cửa nó bị nghiêng ra phía trước này nên mình nhìn thấy ngắn ở đây đăng cửa nó thẳng này mình thấy nó dài nhé Đó đây cái ca này ngoài ra bệnh nhân này có vấn đề khớp tay hàm này đây khớp tay hàm này đó răng khôn nó kiểu này đó đã này mấy răng côn này nên xử lý sớm thôi đúng không nếu không càng đến vậy càng gây xô lệch nhiều nhé đây, ca này lựa chọn này đây trục răng cửa chìa rất là chìa không ạ nhìn thấy trục răng cửa rất là chìa này cái ca này thì chắc chắn là mình như mình làm nhé là mình phải cần rất là nhiều khoảng để có thể làm đều các răng này răng bệnh nhân chen trúc ít đúng không ạ không phải chen trúc nhiều lắm tuy nhiên là trục răng cửa chìa nhiều này thì khi mình chỉnh nha mình sẽ phải kéo lùi được cửa chìa nhiều đấy kéo lùi vào tận trong này này thì khi đó mình cần tạo khoảng rất rất nhiều thì mình có thể có nhiều phương án tạo quả khác nhau ví dụ như là à, nông hàm này, à, di sa răng hàm này hoặc cắt kẽ này, hoặc nhổ răng này nhưng trong trường hợp cần quả rất là nhiều cái này mình nghĩ chuyện là nhổ răng, đó. nhổ răng là để tạo quả nhiều nhất mình kéo lùi răng cửa nhiều nhất thì mình nhổ răng bốn thôi cái vị trí này đó. còn nên trong trường hợp này bệnh nhân của mình là có hai cái răng nằm dưới bị tổn thương cho đó, đó mình sẽ nhổ răng năm dưới và sau cắm viết thôi, cắm thêm vít thôi. Đó. đây là cái phân tích phim này phim bệnh nhân thôi thì thường mình hay dùng đến website luôn mình phân tích nó nhanh nhé đợt trước là mình dùng khi ban đầu mình dùng ấy là nó vẫn có cái mấy cái phần là xuất xuất báo cáo các kiểu ấy. Tôi báo cáo trên Excel mình này bây giờ không có thì mọi có thể là chụp ảnh màn hình hoặc là mình mua cái phần bản quyền nó có phần xuất cái báo cáo này nhé xuất những cái thông số như này để mình có thể mình đo được ấy. xem xem bệnh nhân của mình bình thường hay bất thường thì có thể đây là kết quả bệnh nhân này đây là cái chỉ số bình thường này hoặc đây là cái sai lệch thôi sai lệch ở trên chỉ số chuẩn của bệnh nhân ấy. ví dụ như là ví dụ góc A B của bệnh hạn là bình thường là 2,46 cộng trừ 8, 1,8 này. Thì bệnh nhân này mình thấy là 4,19 thì uh, thực ra nó hơi hơi nằm dưới hạn trên, nó hơi cao cao một chút xíu. Đó, nó, hơi cao cao một chút xíu thôi. Đấy, ví dụ những cái chỉ số như vậy mình hoàn toàn có thể mình làm được. Dây chẩn đoán này đúng không ạ? Xương loại 2 này, đó. Răng loại, loại 1 này, mình cắn hở phía trước này. Chụp răng cửa trên từ dưới chìa, đó. Đây phải chẩn đoán này. Thế mình sẽ đưa ra cái chẩn đoán cho bệnh nhân. Thường thường đây là trước mình hay chẩn đoán mấy cái đó thôi. Nhưng bây giờ mình hay nói, mình sẽ thay đổi một chút xíu. Đây có 3 cái chẩn đoán của mình này. Thứ nhất, bệnh nhân loại mấy? một là hai là ba cái thứ hai nữa là bệnh nhân của mình là uh, góc cao hay góc thấp kiểu mặt dài hay mặt cắn cắn hở sâu á và cái thứ ba nữa là bệnh nhân cần bao nhiêu khoảng cần bao nhiêu khoảng để làm đều làm phẳng để kéo lùi cho bệnh nhân đó là ba cái mình quan tâm nhiều cái từ đó mình đưa ra kết cái, kế hoạch điều trị cho bệnh nhân thứ nhất ok nếu như mà bệnh nhân là của mình là kiểu mặt lồi đúng không ạ hô nghĩ việc là làm sao giảm hô bệnh nhân bệnh nhân món để làm sao là kéo cái hàm trên trước hoặc xoay hàm dưới xuống dưới ra sao đó thứ hai là kiểu mặt dài và ngắn đó, tức là góc cao thấp cắn hở không thì mình nghĩ là việc xoay hàm dưới lên trên hay ra hay là xuống dưới để mình điều trị cái đó cho bệnh nhân đó là cắn sâu ngắn hở mà đó thứ ba nữa là khoảng nhiều hay ít để xem xem có nhiều răng hay không nhiều răng cho bệnh nhân Đấy, đây là ba cái mà thường thường dùng cho bệnh nhân cứ là phân tích mô mềm phân tích mẫu hàm phân tích phim có ba cái như vậy thôi À, một số bác chia sẻ là bạn đạm phương có chia sẻ là nhổ 4 trên 4 dưới được review đuôi thẳng đóng khoảng được không thì dây, dây vợt hả à? đấy là dây gì vợt đúng không ok mà người có thể nhổ bốn trên bốn dưới cũng được nhá ví dụ trong cái này mình có thể nhổ bốn trên bốn dưới đúng không bốn à, trên 4 dưới à, tuy nhiên mình có nói nhổ 4 trên 4 dưới cũng được nhưng mà những cái răng này sau mình phải chữa tủy là các kiểu thì mình thấy nó hơi phức tạp với lằng nhằng thường cái ưu tiên số 1 của mình khi mình nhổ răng ấy là mình lựa chọn là nhổ răng nào yêu hơn kém hơn hoặc nó bị hỏng rằng răng chết tùy ở này răng bị viêm quanh cuống này hoặc răng bị sâu vỡ lớn các kiểu các kiểu đó hoặc là giải phẫu nó không tốt đó bị nghiêng bị xoay các kiểu đó. thì khi đó mình ưu tiên mình nhổ cái số 2 mới đến việc là mình tính xem là neo chặn mình như thế nào mình kéo răng hàm ra nhiều ít kéo răng cửa vào nhiều ít các kiểu kiểu đó thì mình mới là lựa chọn nhổ răng sau ngoài ra mình chú ý là kiểu mặt bệnh nhân này góc cao kiểu mặt dài xu hướng gắn hở thì khi đó là mình hãy nghĩ cơ nó nó yếu ấy mặt thư sinh ấy là mình ưu tiên nhổ răng hơn là không nhổ răng nhé nếu là mình có cân nhắc ấy, mình sẽ sự lựa chọn này mình ưu tiên phương án nhỏ đang hàm nhỏ ngược lại những bệnh nhân góc thấp góc đóng ấy, bệnh trùng căn sâu này kiểm mặt ngắn này cơ khi đó cơ khỏe xương chắc là hạn chế nhổ răng thôi nhổ răng xong kéo rất là khó mà bệnh nhân thường cắn sâu hơn đó. tiếp theo nữa là loại mấy đúng không ạ loại một loại hai loại ba nếu loại một ok thì có thể nhổ hay không nhổ nó không có gì nhiều nhưng cao loại hai thì mình nên lựa chọn nhổ răng hàm nhỏ còn cao loại ba hạn chế nhổ răng hàm nhỏ mình lựa chọn phương án là di xa hơn, kiểu là tám di xa hoặc năm bát kiểu kia để nó ok hơn. Đấy. Đó là những cái liên quan đến việc là mình chẩn đoán và đưa ra kế hoạch điều trị cho mình. Đây, đây là một số, một số ca làm sản, là một vài ca thôi, một vài ca này khi eh, trước mình có làm mấy cái hồ sơ cho các bạn này. đó Sau đưa mình đưa ra cái cái các kế hoạch điều trị từ mình thôi và mình trao đổi với bệnh nhân, mình hãy làm mô phỏng bằng website ấy. Mình uh, trước là mình cứ nói không, nói xuông với bệnh nhân ấy, nói xuông ở anh nhá kéo răng cửa cho em mấy ly này anh thay đổi mô mềm nào nên bệnh nhân không hình dung được đâu nên khi mình làm cái mô phỏng ấy thứ nhất là mình có mô phỏng trên cái góc nghiêng này trên, trên website thứ hai là mình mô phỏng trên cái, uh, cái cái cái, bản scan ấy. thì bệnh nhân dễ hình dung hơn để tầm nghe bằng một thấy và trăm thấy mà một thử thử mong thật đúng không Đấy, cho nên bệnh nhân nhìn nó sẽ dễ hơn rồi cái bạn bạn này có răng một bài hai bài có cắn chéo á có cắn chéo khi mình chỉ quyết cắn chéo thì một là anh chị phải nhổ nó tám đi để anh chị đánh lún này kéo này nếu mà trồng nó dễ hơn còn nếu có đang tám làm hơi khó ấy. À, cái khối cảnh quang dưới chế chân năng bốn hả rồi okay, để mở lại cái này từ ra nó là cái khối tăng sinh xương thôi mình cũng sợ cái đó đâu đây mình mở lại cái này nhé mở lại này mọi người nhìn nó dễ để hôm nay có gặp một bạn vẫn để cho mình xem một cao vào đấy cũng gần gần này nhưng mà nó còn bám nhiều hơn cơ đây đúng không ạ mọi người nhìn thấy khối cảnh quang này đúng không ạ cái tăng sinh trường thôi khi mình chỉ sợ khi nó là khối cement tôm cement tôm tức là nó dính chặt vào chân răng này đó à, tuy nhiên khối này khi mình quan sát là cái bùng dây chằng ngoài răng bốn nó vẫn còn này có khoảng trắng chứ còn chằng ngoài răng này nên mình không sợ cái đó không sợ cái việc là cái nhổ răng có ảnh hưởng gì kéo răng có ảnh hưởng gì không à, nếu mà người biết muốn biết chính xác hơn trăm phần trăm hơn đấy thì thường thường mình chụp CT on beam à, nhưng mà thường thường cái này không sợ đâu từ à, trừ khi là nó không thấy rõ phân biệt giữa chân răng và khối này thì mình, mình, sợ nó dính vào thôi còn cái này không sợ